nó thằng đó nó chết thôi, hoặc giả là làm cách gì đó không biết. Cũng như mình mới nghĩ tưởng xấu rồi là lúc lại bị bẻ liền. Cũng như ông nghĩ cái xấu mà phóng chân gà cái vô thì chư thần dặn cái trào máu liền ấy. Năm xưa đây có máu đào mà nay chẳng có người nào chân tu là đó đó. Tôi nghĩ câu đó, tôi dọa câu đó, tôi nói qua cái này chứ đâu phải chơi. Dạ thì có nhiều người cũng nói là khi mà sau này cũng có một cái loại khí độc nữa vậy. Ừ, khí độc là dạ. Khí độc đó là khí độc của trời đất và khí độc của nguyên tử nữa. Khí độc nguyên tử là cậu ai có nói. Nói sao ghê quá. À, khí độc nguyên tử cậu ai có nói, nó bỏ cái chỗ nào mà những cái người nào mà không có tu đó ha, nó dính chút xíu mồ hôi, mồ xương cũng chết nữa. Đây có anh em cũng muốn vấn hỏi thêm thì để tôi trả lời cái câu hỏi của ông Mai Sang. Vừa qua rồi tôi sẽ tô điểm những cái lời lẽ tôi nói từ đó giờ. Bài Nan Thơ Cẩm Tú, trong quyển giảng của thầy người ta bài Nan Thơ Cẩm Tú. Rồi thôi giờ tôi xin nói cái câu mà ông vừa hỏi. Ông hỏi để coi sao, nó nhắc lại coi nó. Tu kiếp kiếp. À, tu kiếp kiếp. Là vì thầy có nói câu này tôi mới dựa vào cái chỗ lần thứ chót gọi lời kêu thúc, thì lần thứ chót thì thầy phải biểu mình phải tu gấp gấp đó ha. Trong một kiếp này có không có lần nào nữa, tu cái kiếp nó không quá trễ thì mình ráng tu để dự long qua đại hội tới đây nó kịp thời, cho nên tu cái kiếp, nếu không là chẳng tu thì nó trễ rồi, nó hụt đổi rồi. Chừng đối đầu á, thì cũng không có gặp điên khùng được, cho nên tu lơ là không được. Phải tận tình và phải nhận định đây cho tới ngày lập hội Long Hoa nó tròn 7 năm nữa, chứ không có quá. Mà đến cái giờ phút thanh bình, cuối thân dậu y như thượng cổ thì anh em thấy còn 7 năm nữa không? Đó, tôi xác định như vậy. Thì hôm tôi có nói Phật Thầy bao nhiêu năm, Đức Quỳnh Giáo Chủ bao nhiêu, tôi có nói hết trơn rồi. À, rồi hôm nay tôi xin cộng thêm là một phần này. Rồi lát nữa tôi sẽ trả lời trong cái bài Nan Thơ Cẩm Tú để cho nó rõ cái này anh em suy cảm thêm. Thì bây giờ nếu không tu trong cái giờ phút cuối cùng này á, thì nó sao có tu á, thì nó quá trễ, thì tới chừng đó là tu không có kịp. Cũng như nước tới chôn rồi làm sao mà phóng nổi, coi giò phóng riết lọt mày sau cũng không tới đâu đâu. Thì thôi vậy trả lời câu của chú Hai nó đã vừa hỏi qua, thì theo sự hiểu biết của tôi. Còn bây giờ tôi xin tô đậm thêm cái câu này trong bài Nan Thơ Cẩm Tú. À, có hỏi tôi qua cái vấn đề thiên cơ, đạo lý, cho nên tôi biết hôm rày tôi cũng nói cũng có nhiều rồi. Thì nó trong khả năng tôi bữa nay tôi muốn tô điểm thêm một phần ở trong bài Nan Thơ Cẩm Tú. Rút một đoạn để ám chỉ ngay cái thời gian mà đời nó xảy ra, nó đã tới hiện hữu. Thì lúc này thì thế giới bị ai chẳng nói vắng dài Phật nội tức tâm, cho nên em phải trở vào nội tâm lo tu gấp. Thì cái câu này tôi xin nêu lên là ông bàn cử mẹ ghi chạm thịt, lựng sơ sơ cho dân rõ tích, để chờ ngày quán võ hô phong. Nghĩa là tới thời kỳ đó là Đức Thầy kêu mây hú gió được hết. Cái ý nghĩa của chữ quán võ hô phong đó, ban cho đời thác chữ cai nồng, nay dục thúc câu quân tu ký, là dục thúc mình để kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả. Cho nên cái gì cái câu đó tôi mới đem vô là nay dục thúc câu quân tu ký. Ngày nào thì chưa biết ngày nào, là nhưng mà thầy nói câu ngày nào thì anh em độ lượng. Tôi đã nói xác rồi mà thầy nói ngày nào là phải nói sao? Là thầy phải nói ngày nào mà Phật tiên tạ vị ấy thời lai bình trị muôn dân, khắp các nơi chư quốc xưng thần, như vậy là hoàn toàn lên ngôi rồi, phải vua lên ngôi không? Đó, khắp các nơi chư quốc xưng thần, cho bốn biển là tất cả rồi, chúng dân lạc nghiệp theo dõi gót, người xưa mới kịp dừng mây lành mới ngủ sắc hào quang. Phật thánh tiên đông độ lướt sang, miền Nam địa phân chia đẳng cấp, nước cờ mới nay đà khởi sắp, chỗ tài hay biển lấp non dời, vui cùng trên ảm đạm khi trời, cả thế giới mưa hòa gió thần, tạo nền mong thanh quân đặt vững,
nơi triều ca gầy dựng tôi hiền. Giờ mắc câu thiên lý dị nhiên, thiên lý dị nhiên là cô bác biết ông Trạng nói cái thời kỳ đó là tại sao có thiên lý dị nhiên. Về mắc câu thiên lý dị nhiên nên còn đãi thiên quay nấy lệnh, ai cũng phải về đợi lệnh thầy, phụ lệnh trời. Tỏ tình đời ít câu cung thỉnh mong kháng quan vào cửa xem tuồng. Cỏ cùng cây điệu thú chim muôn, nhân với vật quần lại bổn tánh. Đó mới biết ai là Phật Thánh, ai thảo hiền, ai lỗi đạo nhà. Đồng hát câu phụ tử khải ca, cho tâm họ muôn nhà thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật thôi. Tôi đến đây cùng ngài, mấy ông công cảm sức già với vợ lắm. Lâu luận điệu lớp nào cho nó nhập đề cũng mệt lắm thôi, quý vị thông cảm nha, quý vị đồng đạo bốn phương. Rồi tôi xin hết. Kính thưa ông hai, thì hôm nay chúng cháu được nhân viên đến đây để trao đổi giáo lý cùng với ông hai. Thì cũng biết là cái thời kỳ này là cái thời kỳ cuối rồi, thầy cũng nói nhiều chỗ để cho biết cái thời kỳ cuối rồi. Hạ Nguyên hạ rồi mà Hạ Nguyên nay đã hết đời rồi. Ông chỉ giải thì Hạ Nguyên giáp tiếp bằng nay rồi. Thì hiện giờ thì cũng như là hiện giờ là tam tai nó đã hiện ra luôn, không tai quả tai thủy tai luôn. Đúng. Vậy thì theo như ông hai thì có một đoạn văn của đức thầy có cho biết là cảnh trời mây mịt vẽ lăng quằng, 14 tháng 10 trời lại khuất trăng. Thì xin ông hai cũng diễn giải câu đó theo hiểu biết của mình. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì theo tôi hiểu câu này á, cái câu là 14 tháng 10 cảnh trời mù mịt vẽ lăng quằng thì đó là biến chuyển đến cái ngày mà là lập hội, không còn công tác đạo sự nữa, mà chỉ thấy cái cảnh rồi mình đau lòng, rồi mình cũng không có sửa sang gì được, nghĩa là cũng ai cũng như nó mất thần mất hồn hết trơn rồi, thành ra tới cái cảnh đó là quá rồi, là hết còn tu rồi đó. 14 tháng 10 lại khuất trăng đó, 14 tháng 10 lại khuất trăng, gẫm việc thiên cơ càng biến chuyển, xem chừng địa thế địa lý quá chung chăng. Thì thấy đó là anh em còn tu nữa không, phải tu trước cái đó 1 năm 2 năm 3 năm, nhưng mà tới cái đó là sao còn tu nữa. Cũng như tôi báo với quý vị luôn, quý vị ráng tu trong một cái năm mèo tới đây nè, chứ thầy năm mèo đức Phật thầy cũng đã có cho biết trung trinh rồi, là năm mèo tháng nghèo chưa uồn, nhưng mà chưa đến đổi cũng còn hy vọng, đó là chưa hiểu tôi, mà năm mèo tháng hợi mới lị tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy uê trung ương rồng lộn ê hề thay thi, mèo kêu xiết tới sầu bi, đến gà diễu dân thì bình an. Vậy là cuối thân dậu y như thượng cổ, thì nhân sanh hết khổ đến mai, đế vương mới xuất thế là ngày dậu thân bình trị trong ngày hậu ca. Đó. Thôi giờ có bao nhiêu tôi nói đi nói lại thì cũng không ngoài không, cái chỗ tôi hiểu biết hết, thì mà ông hai cứ nhắc khỏi, ông nhắc cứ lại cứ đi lại bình thường cả đọc mà cái bây giờ quý vị có tin tưởng và dốt lòng thì tôi nói đây đâu phải là tôi cho tôi nói đầy đủ hết, thì tôi nhận bao nhiêu tôi nói bao nhiêu, thì quý vị dựa vào cái tôi nói có đúng thì quý vị ráng đi theo con đường tôi đã nói trước, rồi quý vị coi rồi thêm bớt và có tôn trọng quan nghinh, rồi quý vị bước lên thì tôi cũng được hưởng chút phước. Còn quý vị có chê khen tôi cũng không buồn, tại vì tôi cũng là người đang tu học. Thì thôi kính chào quý vị, chúc quý vị được là tu tấn, tu hành trên trinh tấn cho đến ngày thành công viên mãn. Tôi cũng nghe câu này mà chưa hiểu câu này nè. Thầy nói là mèo kêu bá tánh đầu sao, đến trình rồng trắng máu đào chỉnh dê. Đó. Con khỉ, con ngựa là người đá con dê đó đó. Tôi không muốn áp dụng cái đó vô, thằng không dám áp. Bây giờ là giải sao mà mèo kêu bá tánh đầu sao là sao? Thì người ta giải sao không biết, cho mình giải đó. Thì đây là tới năm mẹo bị gì, không lẽ thầy ra rồi thầy nói năm mẹo này tới, thầy không có nói, cho nên thầy cho biết cái năm mẹo là cái gì, cái tình trạng nó xảy bắt đầu từ năm mẹo. Thì kể như năm mẹo là năm dần nè, cái mẹo đó là mẹo kê mèo đó, mèo kêu quá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, là câu đó phải nhìn bị đệ nhị thế đệ tam thế chiến là phải đến chừng rồng rắn có, nhưng mà cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển là không biết sao rồi, nhưng mà nó chưa có khốc liệt, cuối năm thìn nó mới khốc liệt, nó khốc liệt cho đến cái ngày chừng gặp tuổi mùi bá tánh biết thân thì tôi ám chỉ ngay chốc là anh em có nhìn nhận nhìn thôi. À, giảng của mà tòng mà
bá tòng gì cũng 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 ám chỉ ngay cái chừng kiếm ông tuổi mùi á, thì gặp ông tuổi mùi rồi biết, thì không có nói tụi nên tôi cũng giữa tuổi mùi là tuổi tuổi của con dê, là của thầy đó, coi tuổi của thầy mà nói thầy đã nói là trong bài bóng hồng đó là ru con buồn ngủ chưa mấy là chức cái nhiệm vụ mà hoằng pháp lợi tranh của thầy đó nó chưa có được cái gì hết trơn ấy, tín đồ chưa có nhận được là tức là chưa có nhà ngã ngủ được, mà tầm đòi lên kén là cái gì, cái là có phải pháp nó làm những này nọ với khó khăn thời kỳ không, cho nên thầy mới than cái câu đó tầm đòi lên kén mà sợ dê nó phá chuồng nó, thì ra gì cái câu đó là tôi áp dụng cái năm mùi. Năm mùi là gì, lấy con ba luôn là thương ba năm, không chợ nhóm chiều, nhà không người ở mới niệm nhiều năm mô, thay không lắp mà để phơi khô, không nước uống nam mô đạo nào thì ba năm đó. Là tôi hỏi mấy ông chứ cái đạn ở trong trong chỗ mà thanh chỉ có nói một câu nói là 10 phần hết 9 phần tan, một phần còn lại tàn vàng với châu, mà bây giờ 10 phần hết 9 rồi, tôi hỏi ông chứ 10 người mà chết hết 9 người còn người chôn mấy người này được không, người đó không có chôn nổi đó, thôi để khô làm gì đó làm. Đấy, tôi xin hỏi ông hai, tôi cái này tôi cũng nghe ta nói nhiều mà tôi chưa rành ông hai. Nói đi. Chắc ông hai biết rành, ông hai bị gì lâu năm. Thôi đừng cho biết rành, hỏi cái tôi biết cái tôi nói không rành thôi. Mà Tam Châu Hủ Ngạn Lị Nhỏ Xa đó ông hai thì đọc xuống rồi. Thì cái đó tôi cũng không rành, nhưng mà tôi biết là Tam Châu là ba châu đó. Hủ Ngạn là nó nằm ở bên... đọc bốn câu luôn coi Tam Châu đọc chưa về định nghĩa đó tôi chưa có định được, cũng nghe ta định mình định theo Tam Châu Hữu Ngạn Lị Nhỏ Xa Má Thập Bát Chư Bang Động Can Qua là nó có chiến tranh, rồi bây giờ Dương Gian Mãnh Thú Trừ Tàn Ác mà Lê Thứ Hậu Lai Khổ Thiết Tha. Dương Gian Mãnh Thú là sao? Dương Gian Mãnh Thú là mình đây nè, hung dữ cũng là Dương Gian Mãnh Thú Trừ Tàn Ác thì quỷ xử quỷ, cái có gì đâu. Với tôi nghe nói gì mãnh thú thì trên rừng nó xuống nó thay cái đó là cái đó là cái đó là đức thầy quá hiện cho mình sợ cho mình làm cái đó có nữa, bị Dương Gian Mãnh Thú Trừ là tàn ác có bị gì cái câu này nè, rắn to thì gọi mãn xà, rắn ấy vốn của Phật thầy sai đi đó. Nó tha Dương Trần mà rắn ấy là của Phật thầy sai đi, trong cuốn giảng của Phật thầy An có nói câu đó nữa. Tôi nói ủa sao rắn to tên gọi mãn xà trên rừng nó xuống nó tha Dương Trần mà thầy nói của thầy sai đi có nữa, bị gì thầy quá thân được thì cái gì thầy làm cũng được hết trơn, quá con cọp quá con voi quá con bò quá người ta quá gì cũng được hết trơn, thành ra rắn to tên gọi mãn xà là cũng quá được nữa, cái gì cũng được hết trơn, bị gì tam thân tứ trí là gì, Đức Phật nó có ba thân mà bốn trí hay là tam tâm tứ tướng thì cũng là thật là quá khứ vị lai biết hết, cái gì cũng làm được hết. Nhưng mà tôi xin nói với anh em câu này, anh em lưu ý nè, chiến tranh này nó đi đến mức khốc liệt nhưng mà cái bom nguyên tử này không có xài hết, giỏi trời thằng Liên Xô nó tức quá nó nhục nhã quá kêu mà nó liều mạng nó tự sát, thì là chứ thằng lợi bẻ họng cái thằng nào mà muốn bấm nguyên tử nữa thì lợi bẻ họng nó không bấm, nguyên tử này không có xài, nguyên tử không có xài, nghĩa là nếu thật mà để cho nó xài thì thằng này bụp tại kia bụp thì chỗ nào đâu mà nước Nam Việt nhầm cõi trung ương sao sẽ có Phật tiên tại thế, rồi còn cái gì không có xài nguyên tử, theo tôi được cũng có vậy nhưng mà làm một trái hai trái hoặc một điểm nào vậy thôi chứ không có nói gì, đừng có nói gì, cho tôi biết là vậy đó, cho đó tôi biết đó, bị gì chứ thằng lại dặn ông nói trơn à, lại cái khiến cho nó thằng đó nó chết thôi hoặc giả là làm cách gì đó không biết, cũng như mình mới nghĩ tưởng xấu rồi lúc lại bị bẻ liền, cũng như ông nghĩ cái xấu mà nó phóng chân gà cái vô thì chư thằng dặn cái trào máu liền ấy. Năm xưa nay có máu đào mà nay chẳng có người nào chân tu là đó, tôi nghĩ câu đó, tôi dọa câu đó, tôi nói qua cái này chứ đâu phải chơi. Dạ thì có nhiều người cũng nói là khi mà sau này cũng có một cái loại khí độc nữa vậy. Khí độc đó hả? Dạ. Khí độc đó là khí độc của trời đất và khí độc của nguyên tử nữa. Khí độc nguyên tử là cậu ai có nói? Nói sao ghê quá. Khí độc nguyên tử cậu ai có nói, nó bỏ cái chỗ nào mà những cái người nào mà không có tu đó, nó dính chút xíu mồ hôi mồ sương cũng chết nữa. Khí độc nguyên tử vậy đó, cho nên không bao giờ nó xài nguyên tử hết, tôi dám biết câu đó.
Cái đó ở thế gian tôi biết được, chứ về trên trước Phật trời tôi không dám mà nói. Vậy là cái khí độc này, cái khí độc của nguyên tử là mùa xương nó rớt xuống đâu rồi đó. Thì kể như mình đi quét đó, mà ông không có tu là ông là liễu đạo, còn tôi có đi ngang quét đây chứ không nhầm gì hết trơn. Là tôi có rồi, có chư thần che chở rồi. Còn cái con người mà không mà không có gì hết trơn là ông còn sống, cái đó ông cũng bị quét hay cũng chết. Rồi có nó còn hai nói, da thịt thì làm độc cũng chết ngắt luôn. Nguyên tử á. Không bằng nam khí trời một mình đó hả? Đó, cái là cái của thế gian là nguyên tử không đó. Mà ai mà không có tu là bị cái đó xuông hết trơn. Cũng như bệnh dịch này đâu phải là tầm thường. Bệnh dịch này là nó đúng cái nguyên tắc là nhân quả không à. Ai cũng phải vậy, nằm trong nhân quả hết trơn. Mặc dù ông có tu chứ ông cũng nằm trong nhân quả. Ông phải trả nợ trước, trả cho rồi nợ tiền khiên. Đến ngày hiệp mặt mới kiển tiền vui vậy, chứ không phải ông tu cái là cái gì nợ trước nợ sau gì cũng khỏi trả, không có. Dạ. Phải trả nhẹ trả nặng vậy thôi. Cho con hỏi là sau này thì con có nghe nói có ông trâu sống ông trâu xét vậy, hai ông sâu đó là có tác dụng gì vậy ông hai? Con trâu sống đó, sống nó tác dụng là theo tôi hiểu tác dụng là ám chỉ sau này á, là trâu sống trâu xét là ám chỉ ngay thằng Nhật Bản. Trung Quốc ha, hai đó là nhưng hai đó nó phải nó một nước, nó một chủ nghĩa không, thì thằng Trung Quốc cái với lại thằng Nhật này nó làm sao, nó thành ra hai con đó là hai con trâu đó, thầy ám chỉ là nửa thằng Nhật nó vô đây, bởi vì hồi cậu hai mà đi nước ngoài nó hỏi cậu đi chừng nào về, cậu hai nói nửa tôi có gian Nhật về, tôi có gian lính Nhật, thì tôi có gian gì đó, chừng nào Nhật gác Tân Sơn Nhất tôi về, ông nói đủ thứ trơn. Nhưng mà mình biết cái đó, bởi cho nên thằng có nói này nè, mấy ông cũng trong, tôi cũng trong, trong cho rựng bóng mô hồng là cái đại gì của con ai đó. Soi đời tét bét màn ưu tối rồi mở mắt quần mê được lánh lông. Nếu dí như chưa mà chưa gặp có, thì là có phải chờ không? Xin phân cạn lẽ cho tôi rõ, mấy ông cũng trong, tôi cũng trong. Còn ai nói câu đó trong thi lục. Mà trong trong rựng bóng hồng trong cái gì? Trong Nhật chứ trong ai? Thì bài đó trong gì? Trong sấm sét đó là Phật thầy ra cái góc đó. Trong cho rựng bóng màu hồng mà soi đời tét bét màn ưu tối, mở mắt quần mê được lánh lòng. Nếu dí như chưa, cậu đã nhắn mình, nếu dí như chưa mà chưa gặp có, thì là đó phải phải chờ không, nó coi cái bụng nó chăng nó kéo vậy mà tôi còn nhớ, nếu dí như chưa mà chưa gặp có, như giờ đời mình nói tới hoài mà chưa rồi giờ mình có chờ không, ý vậy thì là đó phải, mà phải chờ không, xin thân cạn lẽ cho tôi rõ, mấy ông cũng trong, tôi cũng trong. Cậu hai nói á, hồi đó còn nói cậu hai nói nó gửi gì á, thì trong thi lục tôi có gì nó nói rõ ràng, chứ tôi đâu có nói ngoài được. Hôm trước con có nghe ông nói cái đoạn văn của là Bủ Sơn Kỳ Hương đó, chặn sư chặn trình gì đó, ông xin lại lặp lại câu đó ông nói cho bà con hiểu. Đó là cái giáo thủ không vậy? Cái của Phật thầy gì nó số như vậy, là Phật thầy ra đời cái bửu bối này của Phật thầy, cũng như thầy ra đời mà thầy nói đến thần dậu thánh thần náo động, rồi đến thần dậu y như thượng cổ, nó nhiều cái. Bây giờ đức thầy có nói vậy nè, cái hiệu của Phật thầy Tây An á thì là Bửu Sơn Kỳ Hương, cái hiệu, thành ra Phật thầy có để tung hoành đọc là như vậy nè, dẹp ngang nè. Bửu Ngọc Quân Minh Thiên Việt Nguyên, rồi Sơn Trung Sư Mạng Địa Nam Tiền, kỳ niên trạng tái tân phục quốc, nghe nghe cái chữ tân phục quốc đó nha, là có lý đó, là hương chức trình sanh mới tạo nghiệp yên nó. Rồi bây giờ cái dọc giờ đọc và xuôi xuống nè, trung hoành nè, Bửu Sơn Kỳ Hương là bốn chữ, Ngọc Trung Niên Sức, rồi Quân Sư Trạng Trình, rồi ai nữa, Minh Mạng Tái Sanh, rồi ai nữa, Thiên Địa Tân Tạo, là trời sắp cái này, Thiên Địa Tân Tạo mới Việt Nam Phục Nghiệp, là được đời thượng cổ, là Việt Nam Phục Nghiệp. Rồi Nguyên Tiền Quốc Yên là
trở lại cái đời của Lạc Long Quân, cái đời vua Hùng Vương thứ 18. Rồi, chứ không có gì lạ. Sau này sống đời Thượng Nguyên. À, sống đời Thượng Nguyên thế là thứ 18 đó. Nó rồi bây giờ kèm theo mấy câu này nè, nó mới tại sao mà có chiến tranh ở Việt Nam là gì á? Cái câu này thầy nói nè, mà cấp thế giới không phải Quỳnh Long, Quỳnh Long Lộ Vĩ, Bạch Sĩ Tiên Sanh là ai? Rồi mấy Nam Quốc Công Khanh ra đời cứu tế là ai? Ha? Hòa Sang Sự Xế Mắc Kế Trương Lương tự giác thôn hương mới được. Mình phải làm như ông Trương Lương mới được. Chứ mình không giống Trương Lương là mình không có dự hội nào hết á. Trương Lương là ông sao không có giống ông được? Trương Lương là bị hầu đó đó. Ông là trừ hạng võ đó. Mà đi ngang cái sông là gì Âu Giang đó. Ông hạng võ hôm qua ông biểu ông Âu Giang đưa đò đó phải chở hôm qua. Ông Âu Giang hôm nay hôm qua đó đó. Ông là quýnh không lợi nhà Châu Trương Lương đâu. Hôm qua bữa nay ông thua ông chạy. Ông nói không ta đi ta nhất định ta đánh mà. Ta ngon lắm mà. Cái ông nói ông nếu mà tôi để đánh không được tôi về đây rồi. Giờ ông mắc hí cái đầu cho tôi là tôi đem nạp cho ông đó. Ông Trương Lương. Rồi cái đời nhà Châu. Cái ông đi qua tới đó cái đời ông bị tiếng sáo của Trương Lương thổi đó. Rồi rụng rời bỏ chạy tên lính tráng bỏ chạy tới đó. Còn có hai vợ chồng cứ qua đò cái ông đò đó ông lấy đò ông nhắc cái ông cắt cái cổ rớt xuống. Cái rồi giọt hai cái giọt hai cái giọt máu xuống dưới nó thành mà thành con rồng xanh cái ông nhà sư ông ở cái chùa đó cái ông thấy sao mà ông xuống tắm sao ông thấy trong cái bọt nước mà sao có làm như con người đó mới lúc lắc cái ông mới lấy lên mới để ông chung ông đem lên tam bảo ông thờ đâu bảy bữa cái tượng ra cái hình đó rồi đâu mới có bảy bữa mà cái ông lên ông thấy vậy cái ông vợ ông biết vậy rồi cái sao cái thầy đi khỏi cái hai cái ông ở trong cái hình đó ông đó bên để Sơn Hà xã tắc cái hai ông đó chạy ra chợ cái hai mẹ bà quýnh lộn cái ông ngoại tôi kia nói đó nha cái ông đó ông can cái hai mẹ ngã ngang chết ra bị hai chữ rồi mình sát cái hai nhỏ nó giết cái bà này bây giờ chạy về coi nó con ai ạ cái chạy giết cái ông leo lên vô chùa cái ông leo lên cái ông nhà sư ông thầy ông biết nó chạy nghe gì đây nè cái ông lên ông lấy son ông tha hai tha cho ông quan công nó cái rồi mặt đỏ lo mới trên có hai ông đệ tử hai bên cái gì tới chùa kiếm là nhỏ nãy nó chạy về nó giết ta rồi nó chạy về đây tôi theo nè rồi người ta nói đâu đâu vô kiếm mày có không ngay khi kia ông đó kìa nói ủa không phải ông nãy mặt trắng ông này ông mặt đỏ là ông quan công cái tích đó ông ngoại tôi nói hoài tôi mới nhớ ông ngoại của ông hai là ông ngoại tao này. Hôm nay là 150 tuổi chứ không có nhiều bị gì tôi biết ông tôi tính ông 100 năm tôi không biết đức thầy mới gặp hôm qua chứ mà hồi đó tôi biết ông hôm nay tính ông là 150 tuổi cái tiếp tục đó là mất kế Trương Lương đúng không đó là mất kế Trương Lương vậy đó là ông hạng võ đó mà hạng võ thường thường á thầy mới nói còn một trận gì là la là còn một trận mưa tần nắng sợ nắng sợ là nắng của Sở Bá Vương hạng võ đó là mình đó rồi đó vừa rồi đó chừng nào vết nọ liền da chỗ kia mãn hạng mới khỉ vào vườn qua là tới nè là chỗ kia mới ám chỉ cho hạng võ đó mà tôi đâu dám nói không giờ tôi nói đó, nói luôn rồi đó. Chừng nào vết nọ liền da chỗ kia mãn hạn mới khỉ vào vườn qua thì khỉ vào vườn qua là năm nào phải năm mùi không khỉ là thắng khỉ vào vườn qua chứ không nói năm mùi nhưng mà chừng gặp tuổi mùi phải tánh biết thân chừng gặp tuổi mùi thì bá tánh biết thân dạo biết nói quyển nhất thầy mượn cái quyển nhất biết thân là sao mày hả biết thân là sao cái gì biết thân là sao biết thân thì ông bị cực hình đài đả đủ thứ ha hoặc là ông không có đắc đạo thì ông cái khổ vậy đó chứ không phải là miên tràn xuống gì ha miên tràn xuống cái đó tự nhiên miên tràn xuống bây giờ có không nghe cũng đồn quá mà có nhưng có cái đó phải có bị gì thầy nói không gì không có nhưng mà nó nhẹ với nặng thôi qua sông gì danh giới tôi nghe qua lộ danh giới máu tràn như sông đổi nhật đổi nguyệt đổi phong cái đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ
đổi ông cha lại đổi nhà, nhà thờ đổi cồn đổi bãi đổi trời nam ban. Trời xây Âu Á bước sang nước tràn vào cõi không an cái thời kỳ mới. Tôi cũng nghe tình hình sao bây giờ nó mà lỡ như bữa bực biên thì đó ngưỡng nhiên trời đất lập thì thượng ơn. Thành ra câu đó mày có nghe không? Tôi cũng nghe căng căng quá, nghe nói hình như bây giờ nó dậm dậm quá là sao? Thì nói với nó đi tới chứ gì dậm. Bây giờ theo ông biết theo bây giờ nó dám làm mình không có dám làm không? Thì như bây giờ bữa nay là cũng như bữa nay là 23 rồi, thế nào cũng qua 30 thì mùng 1 tới. Thì rồi 7 năm nữa, 7 ngày nữa vậy đó. Sẽ tới đó. Tới đó. Bữa nay như 23 đi. Tôi nói 23 tôi nói đó. Rồi tới 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 rồi mùng 1 tới đó rồi đó. Rồi tôi hỏi anh em câu nói nè. Rồi. Vậy nên bây giờ tôi nói anh em vậy chứ giờ nhà tôi cỡ nào nữa tôi cũng phải ráng nhận hết đó. Với ai cũng phải ráng nhận hết. Bây giờ ông ba có nói này nữa nè. Ông ba nói tiếng kỳ hương thơm nực biên thì bửu sơn mai quế mà quy kỳ thất niên. Tôi mới hỏi bữa nó thiền, tôi hỏi nó quy thất niên là cái gì, nó không tôi nói. Rồi long hoa hội đến đó mới yên. Rồi câu này cũng giới thiệu nè, đầu sơn nhất sĩ mà trừ phiên anh hùng lại. Tôi nói đây nè, bài tỏ câu quân bí của thầy nói nè là nam thức quân thần cuồng lão sĩ châu nhi phục thủy cổ đồng lăng là thầy giai. Cái câu bài tỏ câu quyền bí á, canh niên diễn lự tối thi thần rồi kê thủ nhất tràng dạng địch nhân, là không thấy câu đó ai nói câu đó. Thầy nói nhưng mà ai làm được cái kê thủ nhất tràng là dạng địch nhân, có mình thầy mà chống cả muôn ngàn người á, thì giờ thầy thâu ngũ hành hoặc thầy quá phép rồi. Cái trời ơi sao hóa biến bay ha, xe kia biến chạy tại ai xe ngừng, súng sao biến nổ không chừng là nhóm nguyên tử này xài không ha, súng sao biến nổ không chừng chư ban thập bát nhập ngừng nhẫn nhau. Tứ thánh nói, tứ thánh thì cũng hội trong đó mới nói câu đó mà đổ lỗi cho tứ thánh, họ ai có móc ra cũng không móc được. Trời ơi tôi là Đức Quỳnh giáo chủ mà này tứ thánh nói ông kiếm luôn tứ thánh cho tôi đâu biết, thành ra dễ đổ. Thôi bây giờ tôi nói chút cạn hết rồi, không còn gì sót mà được. Tôi không có văn chương mà mấy ông, không có lưu lát, không có nghe mà hấp dẫn mà mấy ông. Biết sao nói vậy chứ tôi không có mà văn chương gì hết. Vậy chứ tuổi tôi là cái tuổi này dở rồi mà nó còn vậy, tôi biết tôi cũng còn hay mà mấy ông cũng khá. Mấy ông cũng khen cũng được. Mà nhưng mà tôi nói với anh em, mai mốt anh em luôn xuyên qua tôi cũng xin từ khước hết trơn. Mà tôi có nói cũng nói cái bản này, chứ không nói bản này, hôm nay bản này chưa nói. Cái bản này nãy giờ chưa nói. Mà nói nãy giờ rồi đó. Còn mấy anh Long Xuyên hôm cũng nói rồi nữa, tôi cũng nói nhiều lắm. Lần thứ chót không? Thì tôi nói nãy đó, lần thứ chót là sao là không biết rồi. Lần thứ chót là không có Phật tiên nào xuống đây dạy nữa, đời Thượng Quân Thánh Đức rồi. Mấy nè, cậu hay có nói câu này nè, nói là theo cái con không có để coi cái hội Long Hoa nè, nhớ nhiều quá nhớ Long Hoa thầy nói Long Hoa tiên Phật đáo ta bà lừa lọc con lành gì quỷ ma đó mà. Thôi bỏ đi, nói không được nói quên đức thì bỏ đi. Bây giờ hỏi thêm một câu nữa đang kết thúc cái đề tài rồi. Là hỏi là nếu mà trong cái thời gian mà diễn biến đến giống như là lọc hội Long Hoa thì phải, thì trong cái thời gian mà trước đó là nó sẽ có những cái điện báo gì? Thì điện báo bây giờ đây nè, bão lụt dồn dập nè, ở thế giới nước này nước nọ, rồi lớp giặc giả nó bấm nguyên, nó bấm mà quả tiễn này kia, tới đó là nó bắt đầu đó. Chứ đâu có gì đâu, rồi bây giờ Việt Nam mình khỏe ra. Việt Nam mình mà không độc lập được 47 năm mới làm sao cái chỗ này Phật về đây ngự được. Nước Nam Việt nhầm cõi trung ương sao chứ có Phật tiên tại thế. Mà thương xót Nam Kỳ lại An Giang mà nếu mà ở đây nó có chiến tranh như các nước rồi, tôi hỏi chỗ nào ông Phật cũng ủng hộ đâu. Thì ông ủng hộ cho chỗ này không có đến đổi gì hết á. Cho nên mình mới tu được, cho nên mới sao mới có Phật tiên tại thế. Chứ nếu mà nó dội cái nguyên tử hoặc là nó có chiến tranh hình hoài đó, nó khiến cho đất nước mình giờ, nhà nước này giờ cũng hòa bình với người ta thì nó mới yên ổn. 47 năm ở thế giới này có ai được độc lập 47 năm chưa? Là cái này, cái ở trên sắp đó. Cô tuần xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một bầu. Cho nên
Ở đâu có chứ, đây chiến tranh Việt Nam mình đâu có. Chứ hồi đó mà không được 4-7 năm thì mình ở đây giờ thôi, chỗ đồ cất nhà cho hết. Thì nhờ mấy ông này biết trước cho nên mấy ông vui khu mà cũng vẫn được. Bởi bây giờ mình không dám cái này tuồn chưa ghi sắp đặt đã lâu. Mà ông nhớ đi, ông này ông đã quy tiên rồi mà đệ tử người ta còn dựa vào đó ít nhiều người ta làm, là cái đó ai thúc đẩy nó là một. Còn mình, đức thầy mình cũng rắn rồi, cũng như mà như người ta mà sao mình không rắn tu cho vượt bực cho đến ngày thành công đắc quả. Mình lẹ xệ thầy nói hả, cái không tin mẹ gì hết. Lắc là nước kế bên đó không hay à? Lẹ xệ, lẹ xệ. Mà tôi nói vậy chúng mày nó chịu với tôi ra giờ. Mình thời kỳ cuối rồi, nói thẳng đi. Thẳng, kỳ cuối. Chứ không còn mà nương nương nữa. Bữa nay là ông nói sao nghe ông, hai bữa nay là kế biển hồ đó nha. Nói sao nói bây giờ. Mấy nhỏ tôi nó hâm tôi á, nó nói sao mà ông gan trời ông vô, cái này là ông chết. Mà tôi nói ông cũng cãi không à. Tôi lặn xe tôi nói thôi rồi, mày làm rẫy biết làm rẫy đi, còn người ta làm ruộng tôi biết làm ruộng, thôi mày đừng nói vậy ta. Hay. Nói vậy là rồi. Rồi bây giờ bắt ông gì nuôi cơm, ông chỉ làm gì à? Ừ. Mà tôi có biện pháp, nếu mấy anh bắt lỗi tôi hỏi mấy ông mà đệ tử ai. Nếu mấy ông bắt tôi cảm ơn. Bắt cảm ơn tôi cũng vừa chết rồi. Nhưng mà tôi nói tôi năm nay tâm bằng 86, tôi nói tôi ráng qua được 91-92 rồi, tôi thấy được rồi. Mà không biết được không, cái đó ước ao chứ không biết được không. Bị biết lâu tuổi của tôi nói vậy chứ thiên đình này là mời bắt hay mốt bắt tôi đâu biết. Ông què cái giò vậy đó mà ông còn tới giờ ông còn ngồi đây ông còn nói đạo được nữa, không gì ông lo gì cái vụ đó. Không, mình phải nói cái đường cùng và nói là cho người ta hài lòng. Rồi hỏi một câu nữa đi cho đủ thời gian nên kết thúc nè, nên con qua là con nói chuyện với ông nè, là câu hỏi này con mới hỏi ông Sáu nè. Hỏi ông Sáu bệnh hả? Hỏi mà như ông Sáu bệnh trả lời mà con chưa có chưa tham án rồi nói đi. Ông Sáu bệnh thì tôi với không có trùng bộ với tôi. Trùng bộ á? Không trùng. Là không trùng bộ không phải tôi chơi ổng. Dạ, chơi này tôi không có. Có nghĩa là tất cả sấm giảng thi thơ đều nói là sau này là tầng sẽ khởi. Ừ, đúng. Có chỗ thì nói là tầng ban hậu ẩn tiêu du động. Đó cô thầy. Có chỗ thì nói là mai sau thì cũng đắc cài. Đó cũng thầy. Có chỗ thì nói là chạy đâu cho khỏi giật tầng. Rất nhiều chỗ luôn. Khoai lang là dứt khoai mì. Đến khi tầng khởi cũng tầng khởi à. Thì ám chỉ đó đó. Vậy còn có cái đoạn này nói này, có đoạn này là có thắc mắc nè. Là tại sao không xuống chợ Kinh đi ngang Châu Đốc, Trà Vinh trở về. Đó. Câu đó đó. Câu đó là sao? Tại sao chẳng xuống chợ Kinh đi ngang Châu Đốc, Trà Vinh trở về. Đó là nó gượt mình xuống tới chợ xuống dưới đây đó mà nó gượt xong mà nó không đi qua chợ Kinh. Chợ Kinh là muốn ám chỉ chỗ nào? Chợ Kinh là muốn nó nói ám chỉ là có người thì nói là ở bên đường ở bên Tân Châu đó, bển sông lớn là chợ Kinh bển á. Mà cái câu đó là sao, chỗ nào thầy nói đâu mà tại sao không xuống chợ Kinh là chỗ nào không nghe câu không, đó. Không, đó là của không phải thầy đâu. Của ai đâu, không phải của thầy. Của không phải thầy nói không được. Giải cho ông, của phải của không biết. Còn mình cũng không có coi cái đó nữa. Bây giờ nói gì là chắc 100% nè. Thầy nói nè. Cái bài in là cái giết mạng bí mật khai lị Tâm Châu, tôi lộn cái đó hoài. Mà dục thúc đạo đồng kiến thí quyên. Phải không? Chư ban điềm tĩnh sĩ danh hiền. Không phải bài đó thật. Sao vậy? Tam Châu hữu ngạn lị nhỏ xa. Đó là nói ngay chân cái nó sẽ bước tới bây giờ nè. Mà Trung Quốc nó chuẩn bị nó làm nè. Mà mấy ông có thấy Trung Quốc không? Nó Tam Châu hữu ngạn lị nhỏ xa, thập bát chư ban động can qua, phải có luôn. Đó. Rồi dương gian mảnh thú trừ tàn ác, lê tứ hồ lai khổ thiết tha. Này, cái đó là cái nó đi tiếp theo của thằng Miên. Những cái đó là cái tiếp theo. Đó. Rồi mấy cái thằng thầy đang ở Việt Nam thì nói Việt Nam nè. Thầy nói tầng ban hậu hận tiên diêu động. Bây giờ nó là nó có cái hận của mình, của ông bà đất nước của nó. Hồi đó đây ông bà mình chiếm, hồi đó các nhà vua chiếm cho nên nó có cái hận nó. Mà mình chặt đầu ông bà của nó sau đó rồi làm ba cái ông Táo đó. Nó thù lắm cho nên nó ham me, mà thầy biết nó không bao giờ bỏ được. Cho nên nó tầng ba hậu hận tiên diêu động. Rồi Nam Quốc lương dân kiến linh xa là cái vùng này không ai chịu tu đó. Rồi thấy cái xe cái người chết, nó tầng xuống nó thấy chết. Bị hai bên nè. Nên là qua lộ nhân giáo máu tràn như sông này, Đỗ Nhật luôn Nghị Đô Phong, mà lúc đó không thấy người chết. Rồi tầng ba hậu hận tiên diêu động mà Nam Quốc lương dân kiến linh xa là thấy xe chết. Đó, ha. Rồi phồn qua đô hội lưu dân biết là chỗ nào phồn qua chết nhiều. Rồi dư đảng dọc ngang cấp ma ham, lúc đó mày tu không kịp. Không ai cấp ma ham mày kịp hết trơn.
Rồi rồi. Nãy giờ tôi nói ở đây thì chắc có lẽ là ở đâu anh em cũng có coi tới, có mò tới thì cũng hiểu tôi được như vậy, mà cũng đừng có cho tôi nói là 100%, mà chỉ nói với mức nào là tùy tiện anh em nhận định, mà cho tôi mức nào tôi cũng cảm ơn, mà có không thích thì tôi cũng không buồn không giận quý vị. Đây là tôi có cái lòng mà nghĩ tưởng đến quý vị, nó cận quá rồi cho nên tôi mới nói lên những cái nó sát đề của thầy mà tôi đã mò kiếm, mà quý vị không biết có tin và có đồng ý không thì tôi không biết, nhưng mà sẵn có cộng đồng mạng đây tôi nói được. Với gia đình tôi á, là nó không có cho tôi nói những gì hết trơn, nó sợ tai họa đến, mà tại tôi giờ cũng lớn tuổi rồi, tôi không có sợ cái đó. Cái ông xiền tôi cái nào xiền làm tôi chấp nhận hết, nhưng mà tôi nói trong phạm vi của tôi, đệ tử của thầy tôi, mà đệ tử thầy tôi nói nó có đúng hết, dễ gì tôi chưa có thành thật sao nói đúng hết, thì nó có sơ xuất thì mấy anh thông cảm. Thì mà mấy ông nhìn nhận thì mấy ông cứ tiến tới để làm nhiệm vụ của mấy ông, còn nếu không thì tùy mấy ông, chứ tôi cũng không có buồn phiền, mà cũng không có cao vọng gì mà để có danh có dự gì rồi. Thì có bao nhiêu lời nhắn nhủ cùng quý vị đồng đạo bốn phương thôi. Giờ xin kính chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Anh ơi, thì Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì vừa qua thì phần chia sẻ của ông Hai rất là hay, bổ ích cho bà con để được tĩnh tâm tu hành. Thì quý vị ơi, thì cũng biết rồi, cái thời kỳ này là cũng là cái thời kỳ mạt pháp rồi. Thước á thì mỏng, mà quả nghiệp thì dày. Cho nên là tất cả mọi nơi thiên tai lũ lụt lại tràn về đó. Cũng như vừa rồi thì ở ngoài ở Bắc Ninh, Bắc Cạn, ngay ngoài vùng ngoài đó, thì hiện giờ là bão ảnh hưởng đến chúng tôi. Hiện giờ đang ngồi nói chuyện đạo mà bão xung quanh chúng tôi là mịt mù trời đất hết trơn. Đó, rồi cuốn nhà cửa và tiệm vàng thì ôi thôi, rồi nước thì mưa bão thì tối ngày làm cho đường xá giờ nó ngập đâu gần tới cái cửa sổ luôn rồi. Giờ ta đi qua ta đi bằng cái xuồng bằng ghe không à, giờ nhà cửa nó bế tắc hết trơn. Còn ở Trung Quốc thì còn tệ hơn nữa, Trung Quốc thì nó đang xả cái đập Tam Hiệp ra luôn, còn mấy cái đập kia nó là đặt chất nổ rồi cho nổ ra luôn. Bây giờ tin tức hiện giờ nó rõ ràng vậy đó. Còn ở nước ngoài thì lao sao luôn rồi, lao sao là lú bú chứ rồi. Mà bà con còn đỡ chờ gì nữa mà không tu hành vậy bà con. Thì thôi, cái lời cuối thì Quốc Tạo không phải cái chương trình của Quốc Tạo, nên Quốc Tạo sẽ gọn cho con biết là cái thời kỳ cuối rồi, cho nên chúng ta phải tranh thủ tu. Và thầy có cho biết là không tu chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Dạ thì đến đây thì Quốc Tạo muốn mượn chương trình này để gửi tiền cho ông Hai, biệt danh là ông Hai Phát Triển. Hai Lê Phát Triển, để nói tên họ luôn đi. Dạ thì Quốc Tạo xin đọc tên của các chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho ông Hai. Thì quý vị ơi, quý vị có tịnh tài nên mở hồ bao giúp đỡ cho ông Hai. Tại ông Hai là một mắt rồi một giò rưỡi, rồi ở nhà thì có một người con thì đi giò rưỡi đúng rồi, có một người vợ thì chích mũi hai. Bây giờ nó nằm luôn, bị tai biến nhẹ luôn. Đó vì nói chung là hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Còn nói đạo này nói với một cái tinh thần, tinh thần cho bà con tu thôi, chứ thật sự gia đình con không có cho nói nữa. Đó. Nhưng mà ông Hai ông nói thôi, bây giờ tao cũng lớn tuổi rồi, chết nay sống mai rồi, để chia sẻ đạo lý, giúp ích gì cho được cho đời thì giúp, chứ không có còn nghĩ ngợi gì nữa. Cho nên phước báo của ông Hai cũng đã đến, thì Mạnh Thường Quân cũng đã gửi cho mình ít tịnh tài cho mình chi trả cho cuộc sống ông Hai. Dạ đó là chú đao chú đạo rồi đó, mà Quốc Tạo không có nhớ ghi đây mà nó không có thiếu dấu nè. Ở thành phố Hồ Chí Minh là 500.000, tiếp tục đến là chú Quý ở Đồng Tháp 500.000, và một cái cô này là ẩn danh ở bên Úc là 3 triệu, là tổng cộng là 4 triệu. Quốc Tạo xin gửi cho ông Hai. Và trời ơi, nhiều quá, quá khổng lồ. Ông Hai nhận tiền nhận để cảm ơn các vị Mạnh Thường Quân. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn ông Hai. Dạ, tôi có đôi lời cảm ơn quý vị ở trong và ngoài nước gì cũng được, nhưng mà tôi nghe mà Quốc Tạo nói nãy giờ thì tôi có đôi lời cảm tạ với quý vị, là thành thật cảm ơn quý vị. Tôi nói lên những cái tôi biết ha, thì tôi cũng muốn cho quý vị cùng biết với tôi, mà quý vị cũng thương hoàn cảnh tôi đang khó khổ, mà quý vị giúp như gì thì cái ơn này nó là không biết bao nhiêu, mà để đền đáp cho vừa thôi. Giờ tôi cũng nói lên hai chữ là cảm ơn cho quý đồng đạo bốn phương. Vậy là chúc cho quý vị tu hành
tinh tấn đi cho đến ngày thành công viên mãn, gặp Đức Thầy về. Chà, có bao nhiêu lời rồi, kinh thách. Chúc cho quý vị là mạnh tay khỏe chân nha, làm ăn phát đạt ha, rồi trong đó là có tu hành tinh tấn cho đến ngày Long Hoa thì chúng ta đồng có mặt mà ước trong họ nhà mình có cánh đồng bay về cực lạc của đàn ấy ông hai. Chúng tôi cũng xin thay mặt cho ông hai thì cũng xin cảm ơn tất cả những mạnh thường quân ở trong nước như ngoài nước. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trời, hay quá. Tôi thiếu văn lắm.